Những chuyến xe cuối năm đã đưa sinh viên trở về với gia đình, về với những bữa cơm mẹ nấu. Nhưng đối với sinh viên Lê Phủ Bách, quê ở tỉnh Lâm Đồng thì lại khác, bởi chuyến về quê nghỉ Tết vẫn được đi cùng mẹ. Biến cố từ năm học lớp 6 đã khiến em từ một đứa trẻ bình thường trở thành khuyết tật. Không đầu hàng số phận, bằng ý chí ham học hỏi, cậu bé thuở nào giờ đã trở thành sinh viên của Trường Đại học Khoa học Huế. Và trong hành trình việc tiếp ước mơ trở thành một cử nhân công nghệ thông tin của mình, đã luôn có sự đồng hành của mẹ. Những ngày tháng hai mẹ con cùng trò học tại Huế chắc chắn sẽ là hành trang quý giá, đó chính là tình mẫu tử thiêng liêng. Những ngày đầu đặt chân đến Huế, nhờ sự hỗ trợ của đoàn sinh viên Đại học Huế, Bách tìm được một căn phòng trọ nhỏ gần trường. Vì mọi đi lại sinh hoạt đều cần có sự hỗ trợ, nên mẹ của em là Võ Thị Đậu cũng đành gác lại mọi công việc ở Lâm Đồng để theo Bách ra Huế, hỗ trợ em trên con đường học tập. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên với hai mẹ con, chi phí 2 triệu đồng mỗi tháng cho tiền phòng trọ và tiền ăn cũng là một khoản tiền lớn. Hai mẹ con tính toán vun vén tăng tiền để bám trụ ở Huế. Theo học ngành công nghệ thông tin, Bách mong muốn khi ra trường có thể tìm được một công việc thích hợp, đỡ đần thêm cho cha mẹ. Từ lớp 6 là em phải bị xong là em nghỉ một năm xong, về xong là em ngồi xe lăn đi học. Đi xe học từ lớp 6 đến lớp 12 xong mẹ cho ra đây, rồi cũng ngồi xe lăn. Với em chọn ngành này vì đa phần là nó phù hợp với tình trạng sức khỏe của em. Với tương lai thì em mong có một công việc đủ để cho bản thân mình sống, ít nhất cũng tự phục vụ cho bản thân mình. Trò học xa nhà lại bước đi một lao động nên mọi thu nhập của gia đình lại dồn lên đôi vai của người cha. May mắn là khi được nhiều người biết đến hoàn cảnh gia đình thì đã có thêm sự hỗ trợ để tiếp sức đến trường cho cậu sinh viên tàn tật nhưng giàu ý chí. Người mẹ hàng ngày bên cạnh việc chăm lo ăn uống sức khỏe cho con thì cũng là đôi chân đưa đón con đến trường. Tại Trường Đại học Khoa học, Bách cũng nhận được sự giúp đỡ của đoàn trường và bạn bè cùng lớp, qua đó giúp em có thêm sức mạnh ý chí để hoàn thành ước mơ của mình. Trước đây thì em cũng làm tập vụ của trường dạy nghề, nhưng mà xin thôi việc và ra để nuôi cháu, để cho ước mơ của cháu sau này. Bây giờ chứ cháu ra đây thì cũng lo cho cháu ăn học, rồi cũng lo đưa đi, rồi đón về, rồi ăn uống, rồi cũng lo cũng các thứ cho cháu, rồi cũng vệ sinh của cá nhân của cháu, rồi cũng tự lo hết, rồi cho nên cũng có thời gian mà đi làm nhiều. Ngay từ những ngày đầu mà nhận được thông tin là em Bách là tân sinh viên của nhà trường là ngành công nghệ thông tin, thì về phía khoa công nghệ thông tin cũng như là Trường Đại học Khoa học đã có những sự hỗ trợ là từ hướng dẫn cho em để tìm phòng trọ gần trường và mọi điều kiện tốt nhất cho em từ công tác học tập như sinh hoạt. Thì về phía đoàn thanh niên hội sinh viên từ khoa cho đến nhà trường đã có những cái sự hỗ trợ như là tìm học bổng cho em. Thì hội sinh viên nhà trường sẽ là tiếp tục và duy trì cái hoạt động này, và mong muốn là về phía và chỉ đạo cho khoa công nghệ thông tin và liên hiệp hội công nghệ thông tin là sẽ có những cái sự hỗ trợ tốt nhất có thể là để cho bạn Bách là có thể là an toàn, an tâm trong cái công tác học tập tại nhà trường. Có tận mắt thấy hình ảnh hai mẹ con sống tựa vào nhau trong căn phòng trọ nơi đất khách quê người, mới thấm thía hơn tình mẫu tử và càng khắc phục nghị lực của cậu sinh viên tàn tật. Cuộc sống lấy đi của em khả năng đi lại, nhưng bù lại cho em một gia đình luôn yêu thương hết mực và một ý chí mạnh mẽ để em vượt qua khó khăn. Mong rằng với sự chung tay của cộng đồng, hai mẹ con Bách sẽ mạnh mẽ hơn để thực hiện ước mơ trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin trong tương lai.